giữa đại ngàn những đảo nổi giữa hồ na hang lâm bình kết hợp với mây vờn trên đỉnh núi tạo nên khung cảnh như chốn thần tiên trước mắt du khách tuyên quang không phải là cái tên ai cũng biết trên bản đồ du lịch việt nam tuy nhiên mảnh đất đông bắc này khiến nhiều du khách đến thăm bất ngờ với cảnh đẹp thiên nhiên nguyên sơ của sông hồ rừng núi nổi bật trong số đó là hồ sinh thái na hang lâm bình rộng 8.000 hà để khám phá du khách bắt đầu hành trình từ bến thuyền ở xã thượng lâm huyện lâm bình rẽ làn nước trong xanh như ngọc con thuyền vỏ sắt sẽ đưa bạn dạo quanh các đảo nổi, nổi tiếng nhất phải kể đến thắng cảnh cọc vai, trong tiếng Tày nghĩa là cọc buộc châu, đây là cột đá tự nhiên, cao hàng chục mét so với mặt nước hồ cuối tháng 10, trên mỏm đá vẫn có cây cối xanh tốt, cảnh sắc trở nên ấn tượng hơn khi thuyền tiến vào khu vực 99 ngọn núi với những mỏm đá trùng điệp, cùng dòng nước trong xanh phẳng lặng bao quanh, nhiều du khách đã ví hồ như hạ long trên cạn giữa đại ngàn, tuy nhiên, do nằm ở địa hình cao, hồ còn được thiên nhiên ưu đãi với những áng mây trắng bồng bềnh quanh đỉnh núi. Những ngày có nắng, bạn có thể còn được ngắm luồng sáng xuyên qua mây như trốn thần tiên.